Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Lời đầu tiên tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các anh em đã mua những cái gói thịt bò khô để ủng hộ cho kênh, ủng hộ cho Tuấn Cơm. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Và tính đến 5 giờ chiều ngày hôm nay, tức là ngày mùng 5 tháng 11 đấy, là chính thức là không còn khuyến mại nữa anh em nhá. Tôi đã bán đủ doanh số là 200 đơn. Chính vì thế nên tôi cũng chỉ có 200 đơn khuyến mại thôi, là có thể mua được với cái mức giá là 120k. Đấy. Còn hiện tại thì nó đã trở về cái mức giá là 145k rồi. Rất là đáng tiếc cho các anh em mà có nhu cầu nhưng mà vẫn chưa mua được. Thế mà ngày hôm qua có anh em bảo là anh em mua được với giá là 99k. Tôi cũng không hiểu là ở đâu ra 99k. Bởi vì tôi được nhà sản xuất ấy, nhà bán hàng ấy, họ đưa ra cái mức giá là có thể xuống tới là 122k là thấp nhất rồi. Thế mà rồi cuối cùng có anh em mua được với giá là 99k, thậm chí còn 97k. Ảo thật sự luôn ấy, dã man. Thôi hôm nay thì quên thịt bò đi anh em nhá. Bao giờ nó lại giảm giá ấy, thì tôi lại bán tiếp anh em nhá. Rồi và hôm nay thì tôi sẽ bán một cái mặt hàng khác. Đó chính là cái chiếc áo sơ mi mà anh em đang thấy ở trên màn hình. Chất lụa rất là đẹp và có 13 màu để anh em tùy chọn, đủ các loại size phù hợp với rất nhiều người. Đấy, thì cái chất lụa nó đẹp như nào thì có người review ở dưới cái phần comment ấy. Anh em chỉ cần vào anh em đọc đánh giá là anh em sẽ thấy nhá. Thì anh em vào link tôi gắn ở phần liên kết, anh em vào anh em xem. Đấy, ưng thì mua, không ưng thì thôi. Riêng tôi là tôi làm luôn 4 cái rồi. Nhẹ nhàng tình cảm 4 cái, mặc coi như là hết lắm sau luôn. Đấy, và hiện tại cái giá của nó rất là ok. Đấy, giá thì tôi cũng nói luôn, tôi không biết là anh em vào anh em xem thì được giá như nào, nhưng mà lúc tôi mua thì giá của nó là 69k một cái, và tôi mua 2 cái nó giảm thêm 15.000. Đấy, còn giá thực tế của nó ấy, nếu mà hết cái đợt khuyến mại này thì giá của nó sẽ là 200k một cái áo sơ mi anh em nhá. Đấy, giá thực tế của nó là như thế. Còn giá sau giảm thì nó sẽ là 69k. Và cái số lượng ấy thì nó cũng vẫn là có giới hạn anh em nhá. Nó có thể hết bất cứ lúc nào và nó sẽ thay đổi giá về cái giá ban đầu. Thế là anh em nào mà có nhu cầu mua áo sơ mi thì đây là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý. Cái số tiền bỏ ra nó quá hơi so với cả cái chất lượng mà cái áo đó nó đem lại. 69.000 một cái áo sơ mi, quá rẻ rồi, bằng một cốc cà phê. Chất lượng thì nói chung là không thể là bằng hàng hiệu, nhưng mà tôi nói thật với anh em là nếu mà 69.000 ấy mà mình nhìn mình vẫn ưng, mình vẫn thấy đẹp thì lên mua. Mua về dùng một thời gian chán rồi đổi cái mới. Đấy, tôi là tôi mua 4 cái luôn mà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái con game ngày hôm nay anh em nhá. Hôm nay tôi chơi gì đây? Hôm nay tôi sẽ test luôn một cái bộ mà tôi nghĩ nó sẽ comeback trở lại trong cái meta sắp tới. Khi mà beat nó có quá nhiều người chơi. Đó chính là cái bộ 5 dòng 9m. Trận này tôi pick sẵn như con rồng rồi. À, trận này có rớt, có rồng 5 đô, quá tuyệt vời để chúng ta chơi cái bộ 5 dòng 9m trong cái meta đầy dãy beat. Thực sự là để mà counter vào những cái bộ như là siêu đẻ thì chúng ta cần những cái bộ clear mạnh. 5 dòng 9m là một trong những cái bộ mà clear mạnh nhất ở trong game. Và chúng ta có thể tận dụng cái sức mạnh của cái bộ này ở thời điểm hiện tại để chơi. Ở thời điểm hiện tại thì có cái huyết trượng ấy, là bây giờ nó bắp khá là nhiều. Huyết trượng, trong cái huyết trượng bây giờ nó bắp lên gấp đôi cái stack, khiến cho cái sức mạnh của sát thương kỹ năng, sát thương phép nó tăng tới 200%. Ngày trước chỉ có 100% thôi. Đó, bây giờ thì đầu game thì nó vẫn chưa ra mấy con phép cho tôi, nhưng mà tôi cũng sẽ tận dụng mấy cái con này. Sau đó tôi sẽ chuyển dần về cái bộ phép thôi anh em nhé. Chúng ta sẽ test cái bộ phép xem như nào. Hoặc có thể là đá qua bộ 6 Clive 6 Human. Đấy, 6 Clive 6 Human kiếm sách đã. Xong rồi lên được 12 thì chuyển sang 5 dòng. Ok luôn, 5 dòng phép ở level 12 chuyển sang từ cái bộ Clive cũng được. Urao này có bị thua không? Không, không thua được. Những cái con mà tôi đang vứt vào trên mặt cờ là những cái con rất trâu, rất là trâu chó luôn. Máu nhiều. Ui, con này lên được 2 sao này, nhưng mà lại ra được con Aquaman nữa nhá. Trông không giống màu ở chơi mết, mà lại giống màu ở chơi kiểu chơi, chơi Warrior ấy nhỉ. Mà tôi lấy đồ, tôi lấy toàn đồ bắn trưởng đó.
lấy toàn đồ bắn trưởng nhưng mà lại ra toàn là warrior. Bây giờ quay xe thì nói chung là cũng ok. Cái con co cầm đồ ấy, nó đang là cái con Swordman là gây sát thương ma pháp. Đấy, tức là chúng ta chuyển sang warrior vẫn tận dụng được cái đồ này. Nhưng cái đồ này là đồ gây sát thương phép. Thì cái con tướng của chúng ta nó đang sát thương phép thì cũng được. Chuyển sang warrior thì cũng được nhá. Nhưng mà vẫn đang thích ở trên mết hơn. Trên này nhìn truyền thuyết nó mết nó ngon quá. Mết nó khá là hay. Từ từ đã anh em ạ. Chưa biết đâu. Ở đây là tôi vẫn pick những con rồng các thứ vào. Này lại ra warrior này. Trời ơi. Thiếu một con warrior nữa là đủ 6 con rồi. Ôi chết chết rồi. Cái này là mày nó bắt chơi warrior ấy hả? Thế này mà bây giờ đợi mấy con cường lai với mấy con mết ra thì cũng có sai không nhở? Sao chúng ta không tận dụng chúng ta chơi luôn warrior nhỉ? Cái này là cũng phải suy nghĩ lại anh em ạ. Ủa thằng này thua không? Thằng này hơi to nhá. Vẫn thắng cơ. Ơ kìa. Ơ kìa kiểu gì con cái con Superman của tôi là bowling ngược lại anh em ạ. Điều thật. Bowling ngược lại đúng vào vị trí ở cái con gây đam của nó. Thế là tôi lại ăn được round này rồi. À không, chưa chắc. Chưa chắc. À được rồi, Ui thằng này có giáp xoay. Hỏng rồi. Thôi giải tán con rồng anh em nhá. Chơi warrior thôi. Tôi nghĩ lại rồi. Một trong những cái line up mà phải nói là nó vào hàng nó cũng tương đối lâu rồi. Bây giờ là có vẻ như là được bắp thêm giáp. Thì bây giờ chúng ta thử chơi xem là warrior có bắp thêm giáp thì nó có mạnh hơn không. Chính ra nhá, meta này ấy, nó cũng khá là thiên thời địa lợi nhân hòa đấy. Khi mà chúng ta chơi warrior, cái thứ nhất là gì? Cái bộ warrior nó được bắp trực tiếp. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái món đồ dành cho warrior, những cái món đồ thủ ở trong cái meta này nó rất là ok. Đấy, rất là ok luôn. Những cái món đồ mới nó đều là những cái món đồ thủ và rất khỏe. Và cái vấn đề thứ ba đó chính là gì? Đó chính là cái bộ Witcher. Bộ Witcher bây giờ là gần như là không ai chơi nữa. Rất ít người là chơi Witcher bởi vì nó quá yếu rồi. Witcher giờ là gần như là thua hết. Trừ khi là gì? Trừ khi là lên được chúa quỷ 2 sao và form được level 10, may ra mới có cửa. Nhưng mà vẫn còn thua rất nhiều line up khác. Tôi nghĩ là kể cả lên được như thế thì nó vẫn còn sợ rất nhiều line up. Chính vì thế rất ít người chọn chơi cái bộ Witcher. Đây đó là cái cơ hội để cho cái bộ Warrior nó comeback trở lại. Anh em cũng biết là cái bộ Clive nó đã comeback trở lại rồi. Thậm chí là cái bộ God Clive, cái con rơi làm co ấy. Anh em, nếu mà anh em chưa biết thì tôi cũng xin chia sẻ luôn. Là cái bộ đấy nó còn đấm cho cái bộ Witcher chú quỷ 2 sao kết hợp với cả ngũ long hóa hình như con luôn. Là anh em biết ấy, là nó mạnh đến cỡ như nào anh em nhá. Tức là gần như là cái bộ cửa lai này, bộ warrior nó được bắp trở lại. Và cái bộ Witcher là nó đã gần như là nó đã đắp hòm rồi, đắp chiếu rồi. Đấy, không ai chơi nữa vì nó quá yếu. Đó, thế nên là bây giờ chúng ta thử test những cái bộ mà chúng ta đã bỏ rơi nó như một cái đứa con rơi để xem là liệu rằng nó có thực sự nó mạnh không nha anh em nhé. Và có thể là sẽ là nếu nó mạnh thật ấy, chúng ta có thể áp dụng ngay vào championship sắp tới đây, vòng thứ hai của vòng loại. Đấy, áp dụng luôn bộ 9 warrior vào xem là thế nào. 9 warrior thì có thể đánh fake theo kiểu là dồn đồ cho rồng, dồn đồ cho rồng mập, hoặc là chúng ta có thể đánh hàng Ryu. Hàng Ryu thì trận này cũng rất là ok nhá. Có thể kẹp được thêm Glacier này, kẹp được thêm chú quỷ, có Lancer, có chú quỷ ở truyền thuyết, rất là mạnh luôn đấy. Trận này là thế nào, có mết rồi, nhìn là biết rồi. Chúng ta sẽ gặp mết, nhưng mà trận này yên tâm là có con Tsunami, tí nữa là chuyển sang 6 cá kết hợp với 6 warrior thì vẫn chơi được. Sao có chơi đấy, tương đối mạnh đấy chứ. Bây giờ 6 warrior là được cộng thêm 2 giáp nữa. Ngày trước là 12 giáp, bây giờ là 14 giáp. Thêm 2 giáp thì anh em nghĩ là nó ít nhưng mà thực ra là khá là nhiều đấy. 2 giáp là nhiều đấy anh em ạ.
Bởi vì cái giáp này nó không cộng theo cái chỉ số, mà nó cộng là theo phần trăm cơ. Thêm một giáp là bao nhiêu phần trăm đấy, bao nhiêu phần trăm là giảm sát thương vật lý. Nên là cộng thêm 1 đến 2 giáp là nó là khá là nhiều rồi. Tiếc quá là tôi bị mất chuỗi ở một cái round mà nó khá là xi đáng. Đây này, gặp thằng này round trước mất chuỗi này. Mà bây giờ thì chắc là tôi không mất được đâu. Đủ 6 warrior rồi. Và chúng ta lên được level 7. Kẹp được thêm beat, kẹp được thêm half orc. Khỏe. Yên tâm. Sắp có chuỗi đấy. Bây giờ là có cắt chuỗi được thằng kia không hay là bị thằng khác cắt thì không biết. Khá là ok. Bốn con 2 sao rồi này. Bây giờ mà có cái chén thánh thì nó là perfect luôn. Round 15 này mà ra được cái chén thì nó phải nói là giữ chuỗi luôn đấy. Mặc dù là tôi lấy cái hai cái món đồ, một trong hai cái món đồ xanh lá cây ấy, là nó chưa ổn lắm. Nhưng mà không sao. Cái giáp phản nó sẽ có tác dụng trong tương lai. Còn cái nhẫn thì tôi sẽ rèn sớm thôi. Đấy, bây giờ Gladiator là xuống hố rồi mà vẫn có người chơi này anh em này. Gladiator bây giờ đứng trong lồng vẫn đánh bình thường. Tôi thấy cái đối với những cái thằng mà nó đánh chậm sẵn rồi ấy, thì giảm 15 à giảm 50% cái tốc độ đánh của nó cũng chả ảnh hưởng gì luôn. Nhiều khi nó chỉ cần đập một phát thôi. Doom này. Cái quan trọng là đứng trong lồng ấy vẫn bắn trưởng được, vẫn tung skill được. Cái đấy nó mới là cái quan trọng. Chứ còn nói thật chứ, bây giờ mà úp lồng mà không có khống chế được đối thủ thì xác định luôn là cái bộ đấy xuống hố rồi. Nó chả khác gì Warrior với cả Beat ở meta trước. Đóng hòm luôn cái bộ Gladiator rồi còn gì nữa. Bây giờ làm gì có ai dám chơi. Anh em cứ vào chơi giải anh em biết. Championship làm gì có ai, ông nào chơi Gladiator đâu mà. Nhưng mà chính ra giải nó trông nó cũng hơi bị mất cân bằng đúng không? Toàn Beat. Vào giải mà toàn đánh Beat thì nó cũng không hay. May quá có mấy cái ông Hunter gỡ lại tí, mấy ông Assassin gỡ lại tí. Không thì là nhà nhà chơi Beat thôi. Nhưng mà những cái ông mà chơi Assassin với chơi Hunter cuối cùng lại ngon anh em ạ. Tôi xem có trận ông Hunter top 1 bắn Beat 5 thằng chơi Beat như con luôn. Hay lắm. Ở trận đấy tôi chơi Beat. Chơi tôi chơi Beat anh em ạ. Là tôi thua Hunter. Thua Hunter, tôi biết Hunter là có vẻ là đánh được với Beat đấy. Ok. Da tự nhiên là da đỏ hơn nhiều nhỉ. Swordman thì bây giờ lại ra lại thêm con nữa rồi. Swordman 3 sao kết hợp với cả gót đỏ. Có nên hay không lên chơi cái bộ đấy. Thực ra bây giờ gót đỏ mà không có mấy con 5 đô gót đỏ thì yếu lắm. Tôi vẫn giữ nguyên cái lập trường là trận này chơi Warrior thôi anh em ạ. À nhưng mà cái bọn Hunter này mà gặp Warrior thì bắn gãy cung anh em nhá. Bắn chính xác là gãy cung luôn đấy. Ui ôi, Swordman 3 hả? Swordman ra được 5 con rồi cơ. Căng nhỉ. Bây giờ làm nào gặp cái thằng chuỗi cộng 11 đây. Cho xin cái chuỗi cái đã. Phải xin được cái chuỗi này anh em ạ. Thọt tiền lắm rồi đấy. Tiền là có bao nhiêu tiền là đẩy cấp rồi thì mua tướng hết rồi. Bây giờ chả còn cái gì nữa. Giờ mà không cắt được chuỗi là toang. Vẫn chưa gặp. 57 giờ vẫn chưa gặp, đen thật. Phải gặp sớm đi nhá, không nó mạnh lên là không ăn được đâu.
Cái vấn đề là nó có tiền thì nó có thể form được đội hình mạnh. Tôi hết tiền rồi, tôi chỉ có thể ăn được nó khi mà tôi bây giờ tôi vừa đủ mạnh thôi. Chứ tí nữa mà nó mạnh lên thì tôi cũng chả biết làm nào, tôi hết tiền rồi mà. Ngộ không rồi này. Ngộ không thì phải lên 9. Hay là bán nó unicorn đi nhở? Không bán được. Năm này thì không lên được 9 rồi, chỉ có thay unicorn vào thôi, nhưng mà không thay được. Unicorn nó có khả năng hồi máu anh em ạ. Thay ra không chơi được với mết đâu. Còn warrior này sau một cái đợt xả trưởng của mết thì nó hết máu, thì cần phải có khả năng hồi máu. Vẫn chưa gặp luôn. Round sau gặp à? Trên này khá nhiều thằng chơi bắn trưởng ấy nhá. 5 dòng 9 mét là ngó qua qua đã thấy hai đứa rồi đấy. Berserker à? Hết cả slot mua luôn. Bây giờ thay con Ngộ Không vào cho Illicon thì có liều quá không nhỉ? Như này đi, tôi quyết định lại rồi. 9 warrior luôn. Ok. Không được, không được, không được. Phải kẹp cá rồi anh em ạ. Nào tiếp theo gặp Goblin. Không kẹp cá chết ngay. Illicon hồi được máu không? Ok bạn ơi. Ủa, con mèo. Thằng này vãi đái quá anh em ạ. Trời ơi, nó có hai con mèo hai. Hai con mèo hai sao lại còn kẹp thêm được hai con mèo một sao nữa chứ. Bài Goblin to quá rồi. Cắt được cả chuỗi của tôi luôn mà. Hỏng rồi. Cay nhờ. 9 warrior cái đã này. Thôi bây giờ không có cơ hội cắt chuôi nữa rồi. Đối thủ quá mạnh rồi. Thằng Goblin thì nó xanh, thì nó xanh thật đấy. Nhưng mà trận này may là nó không có con bom. Truyền thuyết là không có bom nên là cũng yên tâm được phần nào. Nếu mà Goblin có hơi xanh thì cũng không sao. Chỉ sợ là trong truyền thuyết thì nó có bom ấy, xong rồi nó ra được 6 Goblin 6 mech sớm. Thằng đấy bây giờ là nó có thể dí thẳng lên 10 được rồi mà. 6 Goblin 6 mech sớm là kiếm máy bay rồi kiếm bom 3 sao thì cái câu chuyện nó sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Nó sẽ rất khó chơi luôn. Tôi bị cái tôi mất khá nhiều tiền. Trận này nhiều mết quá, lấy cầu vực thảm thôi anh em ạ. Nhiều những cái đơn vị mà gây đam phép, gây đam kỹ năng. Chúng ta sẽ lấy cầu vực thảm cho nó an tâm. Đồ này thì chắc chắn là chưa đổi được rồi. Mà nếu mà có đổi thì chắc là đổi đồ cam luôn. Đống này thì có thể đổi đồ cam, nhưng mà sẽ phải vứt đi một vài đồ ngon đấy. Ví dụ như là giáp phản. Nếu mà muốn giữ lại cầu vực thẳm thì là sẽ phải vứt giáp phản đi đúng không? Thế thì hơi lãng phí. Một hai nào nữa xem nào đã nhá anh em nhá. Chưa dám vứt. Ít nhất là phải giữ được khoảng 3 món anh em ạ. Đổi thêm một cái món cam nữa là 4 món. Blink thì là phải có rồi, chắc chắn rồi. Tí nữa chơi sẽ phải có một con vòng sao. Chứ còn nếu mà đứng hết ở bên sân của chúng ta là dễ mà ăn trưởng là bay màu hết lắm. Đây cái bộ Greater kết hợp với cả con Phong Vũ này, thực ra là cái bộ này thực sự là rất là mạnh ở meta trước đấy. Nhưng mà sang meta này thì chắc là súng hố rồi. Cắt chuỗi luôn mà. Dã man. Bây giờ lên được level 9 rồi, tôi nghĩ là tôi sẽ giữ tiền thôi anh em ạ. Giữ tiền để lên 10 kẹp cá.
Trận này thì bắt buộc là sẽ phải kẹp cá rồi, không thể kẹp Kira đâu. Khá là nhiều những cái nhà mà gây đam kỹ năng. Chúng ta sẽ kẹp cá và chúng ta sẽ đổi những cái món đồ cam thôi. Đồ tím sẽ không lấy Kira nữa. Thay vào đấy chúng ta sẽ lấy những cái món đồ ví dụ như là cái giáp xoay chẳng hạn, BKB. Những cái món đồ kháng phép là chủ yếu. Tăng máu kháng phép là những cái món đồ mà chúng ta cần. Rồi Hunter thì gặp tôi như gặp bố luôn. Tự bắn vào tự chết rồi. Tiết kiệm tiền anh em nhé. Nếu mà sớm thì có thể là round 29, còn muộn có thể là round 32, chúng ta sẽ lên level 10. Lượng máu bây giờ là rất là ok nhá. Thậm chí là tôi còn nhiều máu hơn là cái thằng mà có cái chuỗi dài hơn tôi. Cái chuỗi vàng 11 mà cuối cùng là bây giờ máu nó còn ít hơn tôi cơ mà. Trận này chủ yếu là sẽ gặp mết ở late game ấy. Gặp mết rồi có thể là chúng ta sẽ gặp Goblin. Tôi nhận thấy là có một nhà là chơi God nhưng mà không biết có phải God Clay không. Nhìn khá là giống. Tí nữa sẽ rõ. Trông là giống God Clay không? Đúng không? Đúng không? Đúng rồi đấy. God Clay dồn đồ cho rơi, rơi đồ rất đẹp luôn nhá. Round 23 mà đã có món đồ cam trấn phái rồi cái huyết trượng rồi. Hai cái món trấn phái con rơi rồi. Nhưng mà rồi sao? Ô, cặp tôi vẫn đấm này. Vẫn đang đấm như bình thường luôn. Ảo thật. Gặp tôi gót rơi vẫn bị Doom là coi như là bút Doom vào mồm phát là ngấp mồm luôn. 42 màu ấy. Và nó vẫn đang đứng ở top 3. Cũng chưa biết ở đâu. Lên game nó sẽ có nhiều những cái món đồ hơn thì con rơi nó sẽ trâu hơn, khỏe hơn. Nhưng mà bây giờ đồ của nó rất ngon rồi nha anh em nha. Một cái Blink này, một cái huyết trượng và cái hút máu cuối rất khỏe đấy. Những cái đồ mà cần thiết nhất thì nó đã có rồi. Sau này là nó có thể nó rèn bất cứ cái đồ gì mà nó muốn. Nó không cần phải tập trung vào rèn cái hút máu nữa. Nó không phải tập trung rèn vào cái huyết trượng nữa. Hai cái món đồ, đồ xanh dương và đồ cam là những cái món đồ khó lấy. Thì nó lấy được hết rồi. Còn sau này sẽ có những cái món đồ khác nó thay thế được. Rồi gặp cái thằng này thì vẫn sấp mặt với nó thôi. Khỏe thật sự. Mà cái thằng này nó hên thế. Hên quá anh em. Ra được nhiều mèo. Mèo sắp lên 3 sao rồi. Đẩy 18 máu. Trời ơi nó đẩy 18 máu tôi luôn ạ. Ác thật đấy. Không biết là liệu rằng là tôi có đánh giá sai sức mạnh của bộ Warrior không anh em nhỉ? Không lại cứ tưởng là mạnh xong rồi yên tâm ấy, xong rồi tí nữa gặp nó đẩy cho mỗi round 18 máu thì chỉ khoảng 5 round, 6 round nữa thôi là bay màu hơn gì nữa. 5, 6 round nữa thôi. Nếu mà cứ tình trạng như thế mà đánh giá sai sức mạnh của đối thủ là chết ấy. Kể cả là đánh giá sai cái sức mạnh của bản thân. Đúng không? Sức mạnh bản thân của chúng ta bây giờ đang bị đánh giá sai thì phải. Liệu rằng 9 Warrior có mạnh như chúng ta nghĩ không? Ra ngoài tôi sẽ đổi cái món đồ cam đầu tiên anh em nhé. Ok, ánh mắt AZ là được luôn. Rồi, bây giờ sẽ đổi món đồ cam. Được đấy, hợp lý. Đồ xét nhỉ. Khiên thiên thể trận này không ngon lắm. Thường những cái trận đấu mà lấy khiên thiên thể là những cái trận đấu mà có Witcher hoặc là có Assassin thì mới lấy thôi. Lấy sau đi. Trong trường hợp tương lai mà có cái đối thủ chuyển sang Witcher thì tôi lấy. Đấy, còn tầm này tôi nghĩ là chúng ta vẫn nên là lấy cái bố xét hơn. Bố xét thì vừa tăng cơ chơi được mà co đánh tay cũng chơi được. Late game trận này có chúa quỷ rồi có Skylancer đều có thể sử dụng được cái bố xét này một cách rất là hiệu quả.
5 dòng này. Thằng này chưa đủ 5 dòng. Ok, thì vẫn ăn được. Tôi có quả cầu vực thẳm rồi, đánh khá là an toàn với những cái nhà mết. Tiếc là cái con Doom này nó chưa lên được 2 sao thôi. Chứ còn nếu mà Doom lên được 2 sao thì vô tư. Những cái nhà mết nó bây giờ nó cũng không có cửa ăn ở đâu. Mết phải lên được 11, 5 dòng 9 mết thì mới sợ. Sợ nhất là cái khống chế của bộ 9 mết ấy. Thằng này cũng đủ 5 dòng 6 mết rồi này. Lên được máy bay 2 sao rồi. Chưa dồn đồ cho máy bay à? Máy bay cầm được cái búa xét. Sợ thật. Cũng lên được level 10 rồi đấy. Lên level 10 vẫn còn 41 tiền. Máy bay 2. Căng nhỉ. Guardia không biết trụ ở lên late game mà đánh solo được không. Thằng này còn chơi Goblin kết hợp với rồng mập ạ. Goblin roll 3 sao kết hợp với rồng mập 3 sao. Hyper roll ở level thấp. Rồng mập trâu thật sự. Rất trâu luôn đấy. Nhưng mà có chịu nổi cú Doom này không? Ăn được không? Vẫn ăn được. Cái Doom ấy bây giờ nó không có cho đối thủ hồi máu được anh em ạ. Rất hay. Khiến cho đối thủ nó không có khả năng hồi máu thì chỉ có đánh vào giáp thôi là có thể kết liễu được. Mà con Doom thì nó đánh xuyên giáp luôn. Doom cũng là một trong những con co mạnh ở trong cái meta này đấy. Thậm chí nếu mà so một vài trường hợp nó còn mạnh hơn con chú quỷ. Tôi cũng sẽ chuẩn bị sẵn cá anh em nhé. Trong trường hợp mà đánh với mết late game, chúng ta chuyển sang 6 cá đánh cho nó nhẹ nhàng. Chứ còn đánh 9 warrior thì nó lại mạo hiểm quá. Đánh 9 warrior mà đánh với mết thì nó khá là mạo hiểm. Mà đánh kiểu đánh thua một vài round thôi là nó có đủ sách ở lên được 11 thì là toang đấy. Nên thôi đánh nó cẩn thận anh em ạ. Ơ lại gặp lại thằng này này. Đao trước thắng không biết đao này có thắng rồi không nhỉ. 6 Goblin đấy chứ. 6 Goblin nhưng mà lại đánh ở level 7 anh em ạ. Hyper Roll ở level 7. Kiếm dòng mập 3 sao dồn đồ cho nó. Nhưng mà có vẻ không được hiệu quả cho lắm. Anh em cũng xem cái video trước cái video này rồi đúng không. Tôi chơi 6 Warrior Fake đánh con là con Doom ấy. Xong rồi đánh với cả con dòng mập. Ở trong cái bộ 9 Warrior Fake ấy, ăn được cái con co dòng mập luôn mà. Con Doom này nó ăn được anh em ạ. Doom chính ra vẫn thấy uy tín hơn. 1 sao đấm được 3 sao này. Ảo thật. Rồi bây giờ kẹp được cá vào thì yên tâm rồi anh em ạ. Lên được level 10 kẹp cá vào là yên tâm rồi. Bây giờ có gặp mết thì mất nó cũng chút xíu máu thôi. Không đáng kể. Vừa có cầu vực thẳm lại vừa có 2 Marine. Kẹp vào được tăng 30% kháng phép nữa. Kết hợp với 100% kháng phép của cầu vực thẳm là cái con Doom của tôi nó có 130%. Thế làm sao mà kết liễu được con Doom. Doom này bây giờ chỉ có thiếu cái thứ duy nhất là lên được 2 sao thôi. Trận này có thể là nó sẽ kéo dài đấy. Trong cái màu trận đấu này tốc độ trận đấu khá chậm. Ui thầy lên 9m rồi này. Ui vậy đấy. 9m mà nó không chơi 5 dòng mà nó chơi 9m anh em ạ. Sợ thế nhỉ. Trận này có lên chơi trộm chó. Chó ra con Light Spirit thì vẫn ham lắm. Có một đợt là rất là thích chơi bắn trưởng chuyển sang trộm chó là những cái trận đấu ra cái con này sớm là thích lắm. Nhưng bây giờ thì cũng bớt đi rồi anh em ạ. Bây giờ tôi lại đang chuyển hướng sang chơi một cái bộ cù lần kiểu châu chó một tí. Có điều là nó sẽ hơi mất thời gian trong mỗi trận đấu thôi. Mỗi một trận đấu mà chơi co là tăng cơ thì chắc là nó phải kéo dài 50-60 phút nó là chuyện là quá bình thường. Bây giờ là 30 rồi anh em thấy đấy. Có khá nhiều những cái đội hình tăng cơ nên là còn rất nhiều người còn sống. Một vài người đã ra đi nhưng mà không đáng kể.
tầm ra 30 mà vẫn còn ở đây là 6 ông. Thế là cũng căng đấy. Rồi, để xem nào. Món đồ tím đầu tiên của tôi sẽ là cái gì đây? Nhẫn thôi. Chắc chắn. Cho trâu anh em ạ. Con Doom có khi chả cần Blink đâu nhỉ. Chính ra nhiều khi Blink sớm nó lại không hay. Blink sớm lại Doom vào cái con không đúng cái mục tiêu mà tôi cần. Blink muộn một chút để mấy cái con khác nó bớt đi, xong rồi là chúng ta có thể là chúng ta Doom vào chúng cái con mà chúng ta focus vào thì nó hay hơn. Chậm một vài giây không sao cả, không cần phải quá sớm. Sớm quá đông đối tượng chả biết Doom vào con nào, nhiều khi Doom được cả vào đệ ở con sâu ấy. Hơi Sida. Doom rồi, Doom toàn là đệ của sâu rồi, đệ của Whispersia, đệ của gì nhỉ, Scud Hunter. Trời, Doom toàn vào đệ. Cay nhất là Doom vào con đệ cái con gấu, đệ của con gấu 4 tiền ấy. Doom rồi con đấy nó chả giải quyết được cái vấn đề cả, mất ngay con Doom. Lại gặp thằng này. Thằng này trâu thật. Cũng có giáp phản rồi đấy. Thiên thiên thể có rồi đấy. Quánh là bật lại như đúng rồi luôn. Có khi nào mà thua không? Hiện tại là cái con Doom ấy nó vẫn phải Doom trúng vào cái con rồng thì mới kết liễu của nó. Doom mà bị chết trước là không được đâu. Đúng rồi. Đấy, phải như này thì mới ăn được này. Ok, khá là mạnh. Bây giờ đổi là chắc là đổi đồ cao thôi. Đủ đồ mới đổi, không đồ, không đủ thì thôi. Tầm này lấy được cái nhẫn rồi thì tôi cũng chả còn cái đồ tím nào tôi cần cả. Chắc cái BKB, nếu mà đánh kiểu chắc bài chắc cú, đánh được với mấy cái nhà mết thì chơi BKB là ok. Cái quan trọng là con Doom vẫn chưa lên được 2 sao. Tiền nó hết rồi đấy. Đấy, thằng này 5 rồng 9 mét chưa? 5 rồng 9 mét rồi. Ui, thế thì khó rồi. 5 rồng 9 mét rồi, có cả Squire counter kìa. Thế thì khó thật sự. Mà vẫn ăn được cơ. Thế thì bây giờ cầu cái thằng này đi sớm đi, không tí nữa đấm tôi như con luôn đấy. Rồng 5 đô 2 sao, gậy xanh, căng phết nhỉ. Vẫn chưa thấy Doom đâu. Ôi kìa, Lancer sắp lên được 2 sao, chúa quỷ ra rồi, Doom vẫn chưa thấy đâu. Cay thật. Bây giờ kiểu slot nó tốn đến mức mà bây giờ phải bán bớt đi để mua. Dồn đồ cho chú quỷ này có khi ngon hơn ấy. Bao giờ Doom 2 sao thì chơi. Chú quỷ tôi thấy vẫn uy tín. 5-9m có chuỗi rồi kìa. Rồi, có thằng này đang mất máu dần đến chết anh em ạ. Cũng lên được máy bay 2 sao, cầm đồ khá thế giới rồi đó. Bắn là cũng thấm đấy. Châu thật. Ui, là bắn chết rồi. Càng thế. Thua round này là nó lên máy bay 3 nơi rồi đấy. Con đấy là con mà 5 rồng sorry anh em, là Goblin Mech mà, 6 Goblin 6 Mech. Giờ mà để nó thắng là toang ấy. Thắng 1-2 trận thôi là coi như là cuộc đời đổi thay ngay. Thôi, phải lấy khiên thiên thể thôi anh em ạ.
Đồ khá là tăng cơ chứ nhỉ. Được á, nhìn trông khá ổn. Giờ đợi đợi cái thằng kia sang xem có cắt chuỗi nổi không. Có Blink ra đằng sau vòng sau rồi. Đấy là còn chưa tính đến cái thằng này nữa này. Doom là chắc chắn là phải chơi rồi anh em ạ. Có khi là sẽ phải bỏ chú quỷ đi, bán chú quỷ đi. Chú quỷ gánh tạm một sao thôi, chứ còn tí nữa là phải chơi Doom á. Nhưng mà vẫn đấm cái nhà này như con luôn anh em ạ. Chứng tỏ là cái bộ God Glide kết hợp cái con rơi không có cửa ở bộ chính Warrior rồi. Đang khá là khỏe, hot như thế mà vẫn thua. God Glide liệu có đánh được An Ngố không nhỉ? An Ngố chơi 5 rồng rồi, có rồng 5 đô là nó lên 2 sao. Sau đó nó lại được cầm gậy xanh nữa, sức mạnh nó sẽ cực kỳ khỏe. Cooldown giảm. God Glide chưa lên được con rơi 3 thì vẫn có thể có cơ hội. Goblin Max thì bây giờ nó đang kiếm được rất nhiều tinh hoa đấy nhá anh em nhá. Trả qua chưa roll thôi. Tinh hoa rất nhiều luôn. Bây giờ là Goblin Max qua cái đao quái này là có free một cái tinh hoa rồi. Bây giờ chỉ hên xui xem là có roll ra được không thôi. Tôi giờ là còn một quả trứng nữa thôi là lên là Lancer 2 sao ấy. Cái Sulami này. Lấy luôn cái BKB cho chắc. Đồ trên người chú quỷ là full rồi đấy. Nhưng mà nếu mà chuyển đồ sang Lancer thì vẫn còn một slot. Vẫn còn một slot, bỏ cái Blink đi. Tsunami là phải lấy nhá. Con này phải lấy. Tí nữa mà giả sử như chơi về 9m 5 rồng còn có cái mà chuyển. Không là đùng một cái mà bảo chuyển luôn thì không chuyển ở đâu. Tôi sẽ chuẩn bị ngay từ bây giờ. Rồi, round tiếp theo chúng ta khả năng là sẽ gặp lại thằng Goblin đấy. Ok. Goblin này bây giờ là có Kira nhá. Máy bay cầm Kira rồi, bắn đau lắm. Ây à, có vẻ không ổn. Thua. Nhìn trông là bắn đau lắm anh em ạ. Máy bay và bắn kìa. Giết thêm con mèo đi. Được. Đồ thế giới thế nhở. Anh em nhìn đồ con máy bay kìa. Cướp điên xong hút máu cuối. Thêm cái nhẫn chống chịu nữa. Châu bò thật sự luôn ấy. Chú quỷ sắp lên 2 sao trước ở Doom này. Nhưng mà nói thật là kể cả chú quỷ lên được 2 sao ấy thì tôi cũng tí nữa tôi cũng chơi Doom anh em ạ. Con Doom bây giờ khỏe hơn đấy. Chú quỷ này nếu mà muốn chơi là phải chuyển sang ngũ long hóa hình. Chứ còn chơi với bộ Warrior này thì không mạnh bằng đâu. Ủa nào? Blink ra đằng sau vật được cái con rồng rồi kìa. Rất nhiều đồ kháng phép. Đánh được luôn này. Ui ui mạnh thế. Lancer còn không cầm đồ luôn. Kẹp cá vào mà ăn được luôn anh em ạ. Bán cái gì đây? Thiếu slot à. Thằng mết có khi nó chỉ ăn được mỗi thằng Goblin. Cũng chưa chắc. Goblin máy bay có Kira rồi cũng khó ăn lắm. Tôi nghĩ là thằng mết lên được 11 con, 5 rồng 9m. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng là top 4 thôi anh em ạ. Không hơn được đâu. 5 rồng 9m top 4 luôn kìa. Trong khi đấy anh em nhìn tôi chơi Warden này. Warrior nhá. Trông có uy tín đấy chứ. Uy tín thật sự luôn đấy. Warden trông uy tín thế nhở. Goblin cũng lên được mèo 3 rồi. Máy bay. Máy bay cũng có Kira vào bắn đau phết ấy. Chắc là thua. Thằng này chắc thua anh em ạ.
Chú quỷ vụt thì cũng mạnh đấy, nhưng mà thằng này đám to á. Đấy, đi rồi. Đi ngay. Gặp gót cường lai thì đỡ không sao được, có khi là full bàn luôn ấy. Thằng này có khi là ăn được gót cường lai không? Chả biết rồi. Bây giờ là thằng nào mạnh nhất thì thằng đấy thắng đúng không? Mấy cái nhà này so với nhau, cứ thằng nào mạnh nhất thằng đấy thắng thôi. Để xem là cái Warrior này nó đến đâu anh em nhá. Đánh với cả God Clyde này. Dồn đồ cho con rơi 3 sao. Và cái con rơi nó rất nhiều đồ mạnh nhá anh em nhá. Con rơi rất nhiều đồ mạnh luôn đấy. Ok, giáp xương thôi. Chơi Warrior lấy giáp xương là chuẩn rồi. Đây rồi. Đấy, rơi 3 nhá. Full 2 sao rồi. Được chưa? Lag vậy. Ok, lag vậy. Anh em nhìn này. Này thì rơi 3. Ui, rơi 3 solo với Lancer thua kìa. Lancer 1 sao ạ. Thề. Solo với Lancer 1 sao bay màu chứ. Có huyết trượng hút máu cuối, rất nhiều đồ rồi. Ảo đấy, ảo đấy. Hóa ra là cái bộ basic cơ bản như này là cái bộ vô địch anh em ạ. Mạnh thật sự. Còn chưa kẹp Doom vào đâu. God Clyde còn chưa có dính Doom tí nào đâu mà vẫn thua. Thế mới biết đúng không anh em. Bây giờ là cái thằng máy bay thôi. Thằng máy bay 2 giờ phương án giải quyết thằng máy bay 2 thôi. Đấy, anh em thấy con trời đồ rất nhiều đồ hút máu luôn nhá. Rất nhiều đồ hút máu luôn. Hút máu cuối rồi thì khiên. Có cả khiên luôn. Bây giờ chỉ cần con Doom lên là 2 sao thôi thì tôi đảm bảo với anh em luôn là ăn chắc chắn là sẽ đấm được. Đấy. Ăn chắc luôn. Chắc chắn là cửa like không có cửa đâu. God Clyde gặp bộ này đúng là như gặp bố. Ui dồi, Lancer lên trước cả Doom ạ. Thế thôi, dồn đồ cho Lancer anh em ạ. Random nó. Ây da, áo long bào ấy hả? Thế thôi, quá tuyệt vời luôn. Được, được, được. Thế thì áo long bào. Áo long bào thì áo long bào thôi. Được quá nhỉ. Rồi. Cho con Lancer cầm áo long bào xem có ăn được con máy bay không nhá. Bây giờ 5 đô 2 sao là solo 5 đô 2 sao đây. À, xem con nào khỏe hơn. Vừa lấy đánh với cả con chúa quỷ thì còn thua, à còn thắng anh em ạ. Bây giờ đánh với con Lancer thì ui giời. Ok rồi đấy, Lancer là đủ sức solo máy bay rồi. Vậy là vô địch rồi. Ăn cả hai mà, ăn được cả hai nhà. Ok, tầm này thằng nào ăn được đâu. Doom 2 luôn, quá tuyệt vời anh em ạ. Thôi thay ra thôi. Xong rồi. Đao 42 rồi. Với con Doom 2 này thì chắc chắn là cái nhà Clyde là sẽ gặp tôi là đi thôi. Con Doom 2 này với rất nhiều những cái đồ kháng phép nó sẽ không thể đi được luôn đâu. Rất nhiều 3 sao nhá, đối thủ rất nhiều 3 sao đấy. Con rơi có cũng khá nhiều đồ thủ. Thôi xong rồi, con rơi kìa. Nhìn cái máu con rơi đi, nhìn cái lượng máu con rơi đi. Rồi xong rồi, khiên thiên thể không để giúp được con rơi rồi. Ăn Doom bay màu luôn. Ok, nhưng mà lọt một con thôi à. Thế thì phải rao sao. Ơ nhưng mà cái thằng kia nó vẫn thắng tôi kìa. Điêu thật. Kiểu gì mà cái thằng Goblin nó lại ăn được tôi chứ. Thế lị. Hay là có cần phải chuyển sang Kira. Let game kiếm cái đồ Kira cho con Lancer. Đánh với cả máy bay anh em ạ. Tí nữa bây giờ cá nó không có nhiều giá trị lắm. Bởi vì cái bọn kia chết rồi. Mết chết rồi.
cá chỉ có giá trị với cái bọn God Clay này thôi. God Clay mà đi thì có nghĩa là đi. Máy bay 3 sao này. Nên được máy bay 3 rồi cơ. Cũng căng đấy. Không hiểu sao vừa lại nó ăn được tôi. Sao? Rồi. Round 44 sẽ gặp thằng God Clay. Tôi vẫn đang chiến thắng đấy anh em ạ. Đội hình khá là khỏe. Warden nhưng mà thực sự khỏe này. Ui, thằng God Clay lên được con Agali 3 sao ạ. Căng nhờ. Căng đấy. Căng đấy, căng đấy. Agali lên 3 sao để phải cẩn thận nha. God Clay Agali 3 sao. 3 con 3 sao. Ăn Doom rồi. Ăn Doom rồi, Agali ăn Doom rồi. Thôi xong rồi. Bây giờ đến con rơi sẽ ăn Doom. Doom con rơi đi. Mày đi chưa? Ơ kìa. Vẫn thắng rồi, vẫn thắng rồi. Chả làm được cái gì tôi mà. Con Lancer này làm sao mà nó chết được. Xong rồi đấy. Ui, cuối cùng là kéo đến round thứ 46 cơ. Trận đấu căng thẳng quá nhỉ. Mà cái thằng Goblin máy bay 3 sao, Kira cướp điên, hút máu cuối, các kiểu các thứ. Top 3, ngậm ngùi top 3, cay nhỉ. Trong khi mình chơi Warden, Warden đánh nhẹ nhàng thế nhỉ. Trong cảm giác nhẹ nhàng thật sự luôn ấy anh em ạ. Đánh Warden chả phải làm gì, dàn hàng ngang luôn ra, đánh với đối thủ luôn. Ơ, thật là như thế hay sao? Có phải là lò dê đến cái mức độ như thế thật không? Đối thủ máy bay một đống đồ đắp vào người còn 3 sao nữa. Còn Kira, Goblin nữa, hồi máu, giáp, giết các thứ, các kiểu. Mà cuối cùng là cũng thua. Giáp trừ tà bây giờ thì khá là yếu anh em ạ. Thôi không lấy đâu. Bỏ đi. Bây giờ chưa đổi được cái món đồ cam là ngon nghẻ cả. Thôi, cứ để thế này đã. Ok chưa? Ui, thằng này chắc chắn đi rồi anh em ạ. Ui, đi luôn kìa. Ok, cái gì đấy? Máy bay đi luôn kìa. Ui, vãi đái ạ. Một thằng, rồi còn thằng Clay nữa thôi. Ui, đi luôn, không cần phải gặp. Một phát là hai thằng đi luôn anh em ạ. Quá dã man với vụ Warrior. Tôi nghĩ là Warrior quay trở lại thật sự rồi đấy anh em ạ. Chơi cực kỳ đơn giản và dễ dàng luôn. Rồi, anh em thấy cái bộ Warrior này thế nào? Anh em hãy để lại dưới phần comment nhé anh em nhé. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái, mời anh em đến với cái bộ God kết hợp với Sambo Exit anh em nhé. Sambo Exit cực kỳ khỏe luôn và có thể đánh được với cái bộ beat bây giờ đây anh em ạ. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, 6 Glacier kết hợp với Ngộ Không anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!